Đây là bảo tàng thứ tư của Huế được công nhận là bảo tàng ngoài công lập, và là bảo tàng thứ 54 trên cả nước là bảo tàng ngoài công lập. Nhưng mà nó lại là một cái bảo tàng mà rất là đặc biệt và được công nhận là một trong những cái bảo tàng mà hầu như là đầu tiên trên thế giới trưng bày các cổ vật hiện vật ở dưới một cái dòng sông được vớt lên. Em đi rất là nhiều các bảo tàng ở trên thế giới và em thấy là nó chưa hề có một cái bảo tàng nào mà vớt và trưng bày các hiện vật từ dưới lòng các dòng sông và đưa lên trên đây để trưng bày. Ban đầu thì gia đình nó không có ý định làm bảo tàng mà chỉ có ý định là giữ nó để trong cái phạm vi gia đình để mà trưng bày, làm sao để kiểu mỗi dịp mà lễ Tết thì mọi người gặp nhau rồi có thể nói chuyện về nó rồi chia sẻ các thứ thôi. Nhưng mà thời gian vừa rồi thì mình nghĩ lại, mọi người mới ngồi lại và họp lại thì mình nghĩ là ủa thế nếu mà bây giờ mình không có chia sẻ rồi không có giới thiệu nó ra thì rất là nhiều người, ngay cả người Huế rồi ngay cả người Việt Nam rồi người nước ngoài cũng không thể biết được là ở dưới lòng các dòng sông nó lại có những cái cổ vật như này. Tỉnh ở bên sở văn hóa và ở bên chỗ anh Phan Thanh Hải và bên ủy ban tỉnh thì đang có cái chính sách hỗ trợ xây dựng các bảo tàng tư nhân, thành thử ra là nhân cái dịp đó thì là gia đình mới làm hồ sơ cho tất cả các hiện vật này và mời chuyên gia về giám định, sau đó thì xây dựng đề án cho bảo tàng. Hiện tại ở đây là trưng bày là khoảng 5.000 hiện vật tất cả. Đó, một cái khối lượng mà khá là lớn so với các bảo tàng khác trên cả nước, mà đây là bảo tàng tư nhân. Cái bức này là mọi người nhìn thấy đây là một cái, nó là ngày xưa nó ở trên một cái thuyền quan ấy, nó chia đôi cái thuyền ra. Và đây là phía trước này, thì là mọi người có thể tổ chức ca Huế rồi ăn uống ở phía trước đây. Thế còn phía sau đây thì là những người phục vụ và nhà bếp họ đưa đồ ăn và đồ uống các thứ qua cái cửa sổ này. Họ không được phép đi lên phía trước đây mà họ phải đưa đồ ăn rồi đồ uống qua cái cửa sổ này. Đó là phía trên này thì là quan rồi các thứ họ tổ chức, họ nghe hát ca Huế rồi họ ăn uống các thứ ở trên đây. Cái bức bình phong này ở đây là nó cũng giống như là cái bức bình phong cho cái nhà này luôn. Hồi trước nó ở trên cái thuyền thì bây giờ nó ở trên cái nhà này. Và thì nó cũng tạo ra một cái sự bất ngờ khi mà khách vô thì nhìn cái bức bình phong này và phía sau này có một cái thuyền. Thì cái thuyền này là nó ở trên sông Hương. Thì là ngày xưa em để đây có hai lý do đấy. Là những người mà làm đồ gốm ở các làng gốm thì họ sau khi mà làm xong các đồ gốm này thì họ thường phải chở thuyền để họ đi trên đến các vùng để họ bán. Thì trong cái quá trình mà họ di chuyển đồ gốm này thì gặp sóng lớn, gặp bão hay gặp lụt đó thì nó chồng chành đúng không? Sau nó bị rớt xuống dưới sông. Sau đó thì những người mà đánh bắt cá đó thì họ mới họ quăng lưới đúng không? Thì họ vớt lưới lên. Thì em nghĩ là ban đầu chắc họ cũng chỉ nghĩ rằng là ồ hôm nay nhiều cá thế hay là nhiều tôm cua gì đó. Nhưng mà cuối cùng khi mà vớt lên thì không ai ngờ rằng là nó lại là những cái đồ vật như này. Thì sau đó thì những người thợ lặn họ mới biết là ở dưới dòng sông lại có những cái đồ hiện vật như này, thì họ mới lặn xuống rồi họ vớt lên. Thì đó, em để cái thuyền này ở đây là hai lý do là như vậy. Thứ nhất là mô phỏng lại cái chuyện mà người dân, các người thợ ở các làng gốm đó, họ ngày xưa họ làm gốm xong thì họ chở thuyền để họ đi buôn bán ở trên sông. Đó, thứ hai nữa là cũng là cái chuyện mà những người mà thợ lặn hay là những người mà đánh bắt cá ấy, thì họ phải đi thuyền để họ đánh bắt, thì họ cũng vớt được cái gì thì họ để vào trong thuyền như vậy thôi. Ở đây là trong gia đình là hiện tại là đang trưng bày thì là có 5.000 hiện vật, thì theo một cái dòng thời gian là từ thời tiền sa sử, là tiền sa huỳnh cho tới thế kỷ 19. Đó, thì là cái bình gốm mà em muốn giới thiệu với mọi người ở đây là cái bình gốm tiền sa huỳnh, nghĩa là cách ngày nay là 2.500 đến 3.000 năm. Đây là cái bình gốm mà tiền sa huỳnh. Mình nhìn nó rất là đơn giản, rất là thô sơ. Thế còn đây là những cái đồ này là từ thời sa huỳnh, nghĩa là nó sau một chút. Đây dưới này cũng là đồ sa huỳnh. Trước khi mà được công nhận là bảo tàng ấy, thì gia đình có mời các chuyên gia về, rồi họ phải làm việc ở đây rất là dài để họ tổng hợp lại tất cả các hiện vật, rồi họ phải giám định niên đại cho nó là xuất xứ năm nào, rồi có phải đúng ở các dòng sông ở Huế vớt lên hay không. Rồi sau đó thì mới làm hồ sơ cho nó. Giống như mỗi một cái hiện vật này nó giống như là nó có một cái chứng minh thư á. Thì mình nó có hết chiều cao, cân nặng, rồi số đo các thứ như nào, rồi niên đại của nó ra làm sao. Dạ. Thì bây giờ là em có làm số hóa tất cả các thứ cho nó rồi. Người ta vẫn có thể tiếp cận được với các đồ gốm, vẫn với các hiện vật, nhưng mà người ta không cần phải đến để trực tiếp nhìn nó. Còn nó không bị buồn quá. Đó. Cái này ạ. Ba cái này là người ta gọi là nó giống như là cái đồ, cái phôi để đúc đồng ấy, đúc trang sức ấy. Ngày xưa là người ta nấu, người ta cho cái nước đồng hay là nước bạc vô trong đó, sau đó thì là người ta nấu lên thì
để thế nên là người ta mới đúc nó dày như vậy để nó khỏi bị bể ra ấy. Còn dưới này thì là đồ Champa. Đồ Champa. Cái này là thiên niên kỷ trước công nguyên. Dạ. Đó. Thì bên này em cũng là để đồ một ít đồ sao huỳnh từ đồ Champa. Đó. Nó cũng là những cái nồi ấy rất là nhỏ thôi. Còn đây á, đây là một cái bộ người ta gọi là bộ trì lưới. Nghĩa là họ sâu vô cái lưới đó để cho nó chìm, nó nặng cho nó chìm xuống. Cái này là đúng rồi, thay cho chì bây giờ. Thế nên người ta gọi là chì lưới. Nhưng mà thay vì nó bằng chì thì nó lại bằng đất. Là tại vì thời điểm đó là người ta làm bằng đất thôi. Thì cái này là từ thời Trần. Thế còn cái này là nó sau thời Trần một tí, đây là thời Lê. Cái này là nó đã tân tiến hơn một chút, là nó đã có hai cái lỗ và nó nặng hơn một chút so với cả cái kia. Thế còn cái này nó là một cái bộ lục lạc của một con bò mà nó bị bể rồi, xong rồi bên trong ấy thì khi mà nó dưới sông thì nó có một cái con hà nó sống rồi nó bám vào trong đó luôn. Rất là dễ thương. Thì em muốn nói một chút là cô và anh trai của cô, thì anh trai của cô là lúc trước là họa sĩ Thái Nguyên Bá, là học ở bên học mỹ thuật Đông Dương ở bên Paris, là sau thời của ông Lê Phổ rồi Mai Trung Thứ thời đó, những gọi là danh họa hàng đầu của Việt Nam á. Thì khi mà mọi người ở bên Mỹ rồi ở bên Đức về, tại vì mọi người đi du học, thì khi mà đi về sống một thời gian dài ở bên đó, thì khi mà về Việt Nam ấy, thì đi ở trước đường Trần Hưng Đạo ấy, nó là chợ Đông Ba bây giờ ấy, thì mới thấy là những người mà họ thợ lặn ấy, họ vớt những cái đồ này lên này, và những người mà đánh cá họ vớt đồ này lên thì họ bán ở trước đường đó, thì mới thấy là ô những cái đồ này nó rất là thô sơ, nó rất là mộc mạc, nó rất là giản dị thôi, nó khác hẳn với cả đồ gốm ở bên châu Âu hay là đồ gốm ở bên Mỹ. Thành thử ra là mọi người mới nói là hay là bây giờ mình mua lại, rồi mình nói những người bán này khi nào mà vớt được ấy, thì đem đến nhà cho mình để bán, thì thời điểm đó nó rất là rẻ. Đúng ạ, thời điểm đó là những năm 1980-81 đó, thì là cách đây hơn 40 năm rồi, thì nó rất là rẻ thôi, tại vì mọi người vớt lên thì mọi người chỉ nghĩ rằng là bây giờ đi đổi được vài lon gạo hay là vài đồng thôi, đúng không, chứ không có nghĩ rằng là nó là đồ cổ, nó là giá cổ vật như bây giờ đó. Thì cứ nói với những người đó thì khi nào mà vớt được thì họ đem tới nhà, thì bây giờ là cái số lượng của nó trong 40 năm sưu tập thì lên tới 5.000 hiện vật. Thì ở đây là em đang trưng bày là 2.500. Thế còn sắp tới đây ấy, khi mà một gia đình còn một cái cơ sở nữa ở dưới phố, là bây giờ đang tu sửa để sắp tới làm một cái trung tâm giao lưu văn hóa Việt Nam với châu Âu, thì khi đó thì em sẽ trưng bày thêm là 2.500 hiện vật nữa. Từ một cái xuất phát là từ cái sở thích thôi, cái đam mê và thấy thương nó, bởi vì nó được vớt từ các dòng sông lên, mà lại nói là vớt ở dưới sông Hương, rồi sông Bồ, rồi sông Âu Lâu của Huế ấy. Thì mọi người sinh ra và lớn lên ở Huế và rất là thương các dòng sông rồi, tại vì đi nước ngoài á. Thế thì xuất phát từ điều đấy, xong rồi là mua về, thâu gom về, xong bây giờ tạo thành một cái bộ sưu tập. Ở đây thì là em để đồ này là đồ thời Đường của Trung Quốc. Thì nghĩa là trong cái quá trình mà ngày xưa giao thương buôn bán thì cũng có những cái đồ ở thời Đường nó bị rớt xuống dưới sông ấy, họ cũng vớt lên được. Hoặc là có nhiều cái đồ gốm ở trong các nhà dân á, các nhà giàu á, thì họ trong cái quá trình mà bị lụt á, bị bão á, thì nó bị trôi ra bên ngoài sông, thì sau đó thì họ cũng vớt lên được. Ở đây em có trưng bày mấy cái bức bản đồ này. Nó khá là đặc biệt. Nó khác với cả tất cả các bảo tàng, các bản đồ bây giờ hiện tại, mà đây là bản đồ mà vẽ tay là anh trai của cô vẽ, là cậu Thái Nguyên Bá. Cậu hay ký bút là Thái Bá, là họa sĩ Thái Bá. Thì cậu học mỹ thuật Đông Dương ở bên Paris, bên Pháp, sau đó thì cậu qua bên Mỹ sống. Thì khi mà kiểu ở bên Mỹ lâu năm quá thì nhớ Việt Nam, nhớ Huế, thì cậu vẽ ra cái bức bản đồ này, đặt tên là Việt Nam Giang Sơn Gấm Vóc. Thì cậu mất năm 2008. Cũng ở đây là có đầy đủ luôn, Hoàng Sa, Trường Sa. Thì em có thay ván rồi, nhưng mà toàn cái khung nguyên bản này là từ thời vua Minh Mạng. Đây, tất cả cái ghế này này, cái ghế, những cái ghế này là bởi vì là cậu học ở bên Pháp, thành ra là nó cũng hơi ảnh hưởng của châu Âu ấy. Còn rất là nhiều người tới đây hỏi em là ủa tại sao lại sử dụng những cái này để làm đồ để trưng bày. Nhiều người không biết đây là cái gì hết. Dạ vâng, nó là ống nước. Dạ. Ống nước thì thứ nhất ấy, là nếu mà mình mà làm đồ gỗ hay là đồ tre ấy, thì sau một thời gian nó sẽ bị sập xuống, nó bị mục, vì thì nó rất là nguy hiểm, bị sẽ bị bể hết, không còn cái gì nữa. Thành ra là mình phải sử dụng một cái chất liệu gì đấy rất là chắc chắn. Thì cái sắt là cái chắc chắn nhất, hiểu không? Cái suy nghĩ là một cái nữa. Nó là cái mà hay nhất là cái ống nước. Thì mình ghép lại, mình có thể tháo được nó rời ra khi mà mình cần thiết. Thứ hai nữa là mình có thể nó có thể chịu lực được toàn bộ những cái đồ gốm này. Đó, khi mà chất lên. Thêm một cái ý nữa mà khi mà hôm mà em, tại vì toàn bộ ở trong đây là em sắp xếp hết,
Theo cái ý tưởng của em và trên cái cơ sở mà khi mà mình làm việc với các chuyên gia về đồ gốm, sau khi mình phân định được nó theo các niên đại ấy, thì lúc đấy là em mới sắp xếp, thì em dành ra cả ngày cả đêm để em sắp xếp theo cái ý của mình, thì tất độ để nó có cái thị giác, tạo ra cái thị giác về về cao thấp rồi ngắn dài rồi to nhỏ ấy, và theo cái niên đại nữa. Thì khi mà em sắp xếp ở đây xong á, thì em mình nghĩ ra một cái điều khá là thú vị mà liên quan tới văn hóa, và các cô chú anh chị ở đây thì cũng chắc là rất là giỏi với cái chuyện đấy rồi. Thì những cái đồ gốm này thì bản thân nó là đất đúng không? Nó là thổ đúng không? Thì nó lại được lửa sinh ra đúng không? Lửa phải nung nó lên để tạo ra nó và sinh ra nó. Thế xong rồi khi mà nó bị rớt xuống dưới sông thì nước lại là giữ nó, thì đúng không, nước là thủy đúng không, thì nước lại giữ nó và không có làm nó bị hư hỏng gì hết. Đến khi mình vớt lên được rồi thì mình lại trưng bày ở trên đây là trên các giá sắt, thì sắt thì là kim, đúng không? Đó, thế xong này ở đây có một cái điều khá là mới và thú vị nữa là em dùng toàn những cái cây tre ở trong vườn đó. Thế gia đình còn thêm một cái vườn nữa thì có trồng tre, thì em mới nghĩ ra cái ý là ô bây giờ mình dùng tre mình cắt ra, sau đó thì là mình làm cho nó các bảng tên, tiếng Anh là etiquette, thì là mình khắc tên cho nó ở đây là các bản tên của nó. À, vâng, thì mình làm làm sao đấy để rất là Việt Nam thôi, đấy là cái tinh thần của đình làng Việt. Sau em lại còn treo những cái dây này nữa. Mọi người hỏi ở đây là cái gì mà ở ngoài quán không có, ngoài cửa hàng không có, dây chuối ở trong vườn chứ ở đâu. Đấy, em nói mấy người làm á, họ lấy dây chuối ở trong vườn, vâng, họ xe lại, sau đó thì mình cột rồi mình treo nó lên để làm sao nó rất là cây nhà lá vườn, thứ hai nữa là rất là Huế, nó rất là Việt Nam. Bây giờ thì mình rất là muốn hướng cho các trường đại học tới tham quan để cho các bạn trẻ tới đây để trải nghiệm học hỏi. À, cái bộ cồng chiêng này thì nó lại ở của người dân tộc ở A Lưới, nghĩa là họ nó là một cái huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế, thì trong mấy cái dịp mà lễ hội ấy, là họ hay chơi cái này, thì mỗi cái tiếng của nó là hay lắm anh, đánh một cái là nó ra một cái tiếng, nhưng mà cái khác thì lại ra một cái tiếng khác, rất là thú vị đó. Thì em muốn để, tại vì là cái không gian của mình thì nó vẫn chưa có mở rộng, thế là bây giờ mình đang để cả đồ đồng và đồ gốm ở trong đây, thế còn mai mốt mình sẽ xây ở phía sau này, thì là khi đó thì mình sẽ mở rộng nó thêm hơn. Thì dạ, thì là mình sẽ cái ý tưởng của mình sau này nữa sẽ làm là xây dựng một nhà hát cổ và một cái khu bảo tàng nữa, là bảo tàng chuyên về áo dài. Thì cái đấy là cái dự án lâu năm. Thế còn sắp tới đây nếu mà có không gian rộng hơn thì khi đó thì sẽ chuyển đồ đồng này ra riêng, còn đồ gốm ra một không gian riêng đó, để nó có cái sự cá nhân của nó hơn và nó có tôn được nó lên hơn. Nghĩa là mình sẽ tổ chức nhiều cái chuyên đề khác nhau. Bây giờ là chuyên đề về đồ gốm, xong mai mốt lại chuyên đề về đồ đồng, rồi có những cái cuộc trưng bày về áo dài, biểu diễn áo dài.